Con trai tôi dậy rồi á. Ôi trời ơi, trông kìa. Con dậy rồi á. Úi trời ơi, ưỡn nẹo. Úi trời ơi, con trai tôi dậy rồi, ưỡn nẹo. Úi trời ơi. Úi trời ơi, vẫn vừa giãn gần cốt ra. Giãn gần cốt rồi chưa? Phun nước bọt ra, ôi dồi ôi, toát hết mồ hôi ra, bô, toát hết mồ hôi, bô nổi. Ôi ôi, khổ quá, con khổ quá mẹ ạ. Ừ, ghê nhờ. Não thì trong suốt thở hết, nhưng da thì tôi rồi đây này. Ôi dồi ôi, bú sữa đây. Sữa cặn đây đây. Ôi trời, giãn hết nhân cố chưa? Giãn hết chưa? Ừ. Cứ cái giọng nước vừa bú lại cần ui giời giãn gân cốt vừa đấy chứ sao người ho ui giời phun nước bọt nhau yêu ơi bạn tắt mịch kinh rồi á bạn phun nước bọt nghe quá à. Là bạn giãn gân cốt bạn cũng ho bố cứ ôm vào nhỉ. Cái trời yêu ơi, mẹ soi cửa bây giờ thích mình á. Ừ nhỉ, nóng ướt lắm nhỉ. Rồi ngáp ngủ á. Ôi giời ơi, cái mặt kiểu vuông như cái bánh chưng đi. Ôi giời ơi, mặt vuông như cái bánh chưng này. Bánh chưng ơi, đặt cái bánh chưng ở đây là vuông như cái bánh chưng luôn. Dày hơn bánh chưng nhỉ. Ôi giời ơi, anh làm sao đấy, anh đánh chấm á, đánh chấm ghê cơ ha. Ôi giời ơi, lại phun nước bọt rồi. Ôi giời, con ra cái lứa phun nước bọt kìa, eo ơi, sao mà nó ướt. Ôi giời, lại ướt nẹo á, mỏi người quá, ướt nẹo. Ôi giời ơi, ôi giời, nó giãn hết gần cốt hả? Ôi trời. Mẹ toàn phỏng vấn lúc vừa mới dậy cái này thì chết giờ lại giãn gần cốt à? Xấu dai, bao nhiêu hình tượng xấu dai mẹ làm lộ hết rồi nhỉ? Chết giờ rồi mẹ ơi là mẹ. Mẹ làm con mất hết hình tượng rồi, cái này thì làm sao mà còn lý vợ nữa? Ôi trời, lại giãn gần cốt kìa, ôi trời. Ôi giời, giãn gân cốt xong rồi phun nước bọt. Eo ơi, anh thóc đấy các bạn ạ. Đừng lấy anh nha, anh xấu dai lắm. Đấy chưa, mẹ còn tuyên truyền không nên lấy anh quá xấu dai. Ôi giời anh á. Chào buổi sáng. Bây giờ 10 giờ trưa rồi, mới chào buổi sáng. Ngủ nhiều không chẳng ăn uống gì cả. Làm mẹ tức hết ngực. Chắc cái cuộc đời này chỉ khác con là mẹ tức ngực thôi nhé. Phun nước bọt được không? Vẫn phun. Ai cần thuê phun nước bọt không? Nó phun như này. Úi giời ơi, phun thôi rồi luôn này.